Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay xuất hiện rất nhiều luồng thông tin trên mạng xã hội cho rằng thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình không phải là người thật mà chỉ là tượng sáp. Lý do được các đối tượng này giải thích là vì trước khi mất, trong di chúc, Bác Hồ đã căn dặn các cấp lãnh đạo hãy hỏa táng thi hài, sau đó chia làm 3 phần để ba miền Bắc Trung Nam cùng san sóc. Nghĩa là hiện tại thi hài thật đã không còn nữa. Vậy thông tin trên là đúng hay sai? Rốt cuộc quá trình bảo quản thi hài Bác diễn ra như thế nào? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay nhé. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi Vĩnh Hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân một văn bản tuyệt đối bí mật mà sau này chúng ta gọi là di chúc. 50 năm thực hiện di chúc cũng là 50 năm giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm lớn lao đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhiệm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng quá trình gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch đã được các cấp lãnh đạo nghĩ đến từ khá sớm. Vào tháng 5 năm 1967, sau sinh nhật lần thứ 77, sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh có dấu hiệu giảm sút. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã có phiên họp bất thường do Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn chủ trì. Hội nghị bàn về hai việc quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục bằng mọi cách giữ gìn sức khỏe cho Bác. Thứ hai là không thể tránh quy luật của cuộc sống. Bộ Chính trị quyết định chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức lễ quốc tang và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người qua đời. Sau khi quyết định sẽ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh lâu dài, hội nghị cũng thống nhất phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, nếu không nhân dân sẽ lo lắng, Bác sẽ phê bình, không đồng ý thực hiện chủ trương này. Đồng thời phải chọn ngay một số cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Bộ Chính trị nhất trí giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt này. Sau 7 tháng miệt mài học tập, các bác sĩ đã nắm vững những kiến thức chuyên môn. Ngày 7 tháng 4 năm 1968, khóa học kết thúc, ba bác sĩ trở về nước. Công nghệ giữ gìn thi hài là một lĩnh vực mới mà trên thế giới chỉ có Liên Xô cũ và hiện nay là Nga có. Vận dụng công nghệ này cũng chỉ có Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Triều Tiên giữ gìn thi hài lãnh đạo Kim Nhật Thành cùng con trai nhà lãnh đạo này là ông Kim Chính Nhật. Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Cao Đình Kiếm cho biết, thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua của Bộ Tư lệnh là dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm kể, việc giữ gìn thi hài Bác diễn ra qua nhiều giai đoạn, trong đó 6 năm đầu mang tính quyết định. Ngày 23 tháng 8 năm 1969, trước tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh yếu đi, Liên Xô cử chuyên gia sang cùng Việt Nam bàn cách giữ gìn thi hài. Lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng. Việc gìn giữ thi hài Bác được giao cho các chuyên gia Liên Xô cùng Tổ Y tế đặc biệt của Việt Nam. Khi Bác mất, có ý kiến do điều kiện chiến tranh, khí hậu, kinh tế Việt Nam khó khăn nên phía bạn đề xuất đưa thi hài Bác về Liên Xô. Tuy nhiên sau đàm phán, ta đã quyết định để thi hài người tại Việt Nam và Liên Xô sẽ hỗ trợ. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, điều kiện Việt Nam nhiệt đới gió mùa, nóng lạnh thất thường nên càng khó khăn. Tướng Kiếm nói và cho biết từ năm 1969 đến năm 1975, việc gìn giữ thi hài Bác được tổ chức ở K9. Do điều kiện chiến tranh, thiên tai, thi hài Hồ Chủ tịch đã có 6 lần di chuyển. Lần đầu từ Hà Nội lên Ba Vì, lần cuối từ Ba Vì về Lăng ngày 18 tháng 7 năm 1975. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, nhà nước khánh thành Lăng và tổ chức lễ viếng. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết, hàng ngày thi hài Bác phải tiếp xúc với ánh sáng, khí hậu nên yêu cầu bảo vệ, gìn giữ rất nghiêm ngặt. Đội ngũ y tế phải luôn duy trì thông số về nhiệt độ, độ ẩm vì hanh khô hay ẩm ướt quá cũng không được. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam lại phải bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, trực tiếp ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh thi hài Bác. Cuối thập niên 1980, tình hình Đông Âu, Liên Xô khó khăn. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, toàn bộ chuyên gia ở Lăng rút về nước, nguồn viện trợ vật chất không hoàn lại bị cắt. Khi đó, hai nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga chưa ký kết được các thỏa thuận hợp tác, trong đó có nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một thử thách lớn đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt này. Do vậy, Bộ Tư lệnh Quản lý Lăng đã báo cáo cấp trên cho phép chuyển sang cơ chế quan hệ trực tiếp với Viện Lăng Lenin, nay là Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Moscow. Chúng ta đã cử chuyên gia sang học tập, hợp tác nghiên cứu để đảm bảo không bị gián đoạn và ảnh hưởng tới nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn là dung dịch để làm thuốc phục vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Tướng Kiếm cho biết, giai đoạn đầu, việc làm thuốc cho thi hài được chuyên gia Liên Xô đảm nhận bí mật, đặc biệt là dung dịch không để chúng ta tiếp xúc. Sau khi bạn làm, việc thu dọn vệ sinh giao cho Việt Nam, chúng ta đã tận dụng dung dịch còn lại ở bông gạc để nghiên cứu. Năm 1992, sau khi được nước bạn bàn giao, Việt Nam mới công khai lấy những dung dịch đó nghiên cứu để nếu không được cung cấp nữa thì tự sản xuất. Hàng năm,
Mỗi khi đoàn công tác của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Moscow, khi trở về, đoàn đều mang theo dung dịch đã pha chế sẵn tại Moscow. Việc vận chuyển dung dịch bằng đường hàng không khi đó gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Khi dung dịch được đưa ra sân bay quốc tế ở thủ đô Moscow, an ninh hàng không của Nga đã yêu cầu kiểm tra rất ngặt nghèo và không cho vận chuyển về Việt Nam. Có lần, chúng ta phải gửi dung dịch theo chuyên cơ của lãnh đạo đảng, nhà nước sang thăm Liên bang Nga trở về nước. Ông Kiếm bổ sung thêm, quá trình đàm phán, chuyển giao công nghệ dung dịch được thực hiện từng bước, từ thuyết phục bàn giao dung dịch, sau đó tiếp tục đàm phán để Liên Xô đồng ý pha chế tại Việt Nam. Lúc đầu bạn yêu cầu sau khi pha chế phải đem về Nga để kiểm tra xem có đủ tiêu chuẩn không, mãi đến năm 2004 mới đồng ý thực hiện tại Việt Nam. Lúc này Việt Nam chính thức tiếp nhận công nghệ pha chế dung dịch gìn giữ thi hài. Sau nhiều năm đàm phán, năm 2004, phía Nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Đến nay ta đã 15 lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ít ai được biết quá trình đàm phán từng vấp phải rất nhiều khó khăn và thậm chí có lúc chúng ta đã cảm thấy tuyệt vọng. Đại tá, tiến sĩ Vũ Văn Bình, nguyên Phó Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại: Một sự kiện diễn ra vào năm 1992 khi có 3 lần chuyên gia không sang Hà Nội trực tiếp gìn giữ thi hài Bác, lâu nhất là hơn 5 tháng. Tuy cán bộ của ta tự lo việc làm thuốc thi hài Bác an toàn, nhưng chúng ta cũng suy nghĩ hơn lúc nào hết phải thúc đẩy mạnh mẽ về hợp tác với nước bạn. Chính vì thế, tháng 11 năm 1992, đoàn cán bộ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tấn, trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang làm việc trực tiếp với lãnh đạo của Viện Lăng Lenin Moscow để bàn về cách giải quyết. Nước bạn cho rằng hợp tác trực tiếp với ta là vi phạm pháp luật, là việc mà Viện Lăng Lenin chưa bao giờ làm, bởi vậy phía nước bạn không đồng ý, mặc dù rất muốn. Tôi còn nhớ lúc đó viện sĩ Debov với nét mặt buồn rầu nói với đồng chí tư lệnh: Tôi đã hơn 70 tuổi rồi nên ngại đứng trước vảnh móng ngựa lắm. Rất may, lúc đó chủ tịch tập đoàn Villa, cơ quan đỡ đầu cho Viện Lăng Lenin đã nhanh chóng khẳng định đề nghị của đồng chí tư lệnh là phù hợp với pháp luật của Nga hiện hành. Từ đây chúng ta tìm được tiếng nói chung, tìm được phương thức hợp tác mới giữa hai bên. Trong đợt công tác này, ta và nước bạn đã ký văn bản hợp tác với nhau. Nhờ những sự hợp tác với nước bạn, từ năm 1995, chúng ta đã làm chủ được nhiệm vụ chăm sóc thường xuyên thi hài Bác mà không còn tổ chuyên gia thường xuyên. Nhận thấy trình độ cán bộ y tế của ta đã trưởng thành, nên ngày 29 tháng 4 năm 1995, nước bạn tự nguyện bàn giao nhiệm vụ chăm sóc thường xuyên thi hài Bác cho ta. Thêm vào đó, năm 2013, trước sự chứng kiến của Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã ký hợp đồng thỏa thuận với đối tác Nga để bàn giao quy trình công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt giữ gìn thi hài Bác. Từ thành công đó, năm 2018, chúng ta tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt cho Bác. Theo ông Kiếm, tới hiện nay, chúng ta đã xây dựng được dây chuyền sản xuất bộ quần áo này và bàn giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quản lý, vận hành, phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh cho biết thêm, hệ thống thiết bị của Lăng được Liên Xô viện trợ hoàn toàn. Sau 45 năm sử dụng, Việt Nam đang cải tiến máy lạnh, dùng máy thế hệ mới để giảm nhân lực, năng lượng, nghiên cứu hạn chế thấp nhất tác động của ánh sáng. Đây là những bước tiếp theo quan trọng đánh dấu quá trình chuyển tiếp và khẳng định Việt Nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày mở cửa Lăng 29 tháng 8 năm 1975 đến hết tháng 2 năm 2018, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ hơn 57 triệu lượt người, trong đó có 9,7 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 200 đoàn nguyên thủ quốc gia đã đến viếng Bác. Công nghệ giữ gìn, bảo quản thi hài trên thế giới có rất nhiều, từ thời cổ đại, nhất là Ai Cập, nhưng đó là tẩm ướp trong điều kiện giữ gìn ở chế độ không có thăm viếng. Còn chúng ta giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chế độ thăm viếng thường xuyên. Mặc dù vậy, thi hài của Bác 50 năm qua vẫn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Những đường nét như lúc Bác sinh thời vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như mái tóc, chòm râu, nốt ruồi hay nốt đồi mồi. Như vậy có thể khẳng định rằng thi hài của Bác ở trong Lăng hoàn toàn là thật 100%. Nếu có dịp, hãy một lần đến Hà Nội thăm Lăng Bác để được tận mắt trông thấy người, bày tỏ lòng biết ơn và lòng yêu nước của chúng ta nhé anh em. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng mình, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.